Máy băm chuối đa năng, băm siêu nhanh, siêu nhỏ, các loại nguyên liệu tính bằng giây. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Ở video phản hồi của khách hàng về dòng sản phẩm F150 lần trước, rất nhiều bà con đã gửi yêu cầu về cho Ngọc Nga làm thêm video về phản hồi dòng máy băm chuối đa năng. Vâng, và đáp ứng mọi nhu cầu của bà con, ở video ngày hôm nay, Ngọc Nga sẽ tiếp tục mang đến cho bà con các video phản hồi của khách hàng khắp các tỉnh thành trên cả nước đã mua và sử dụng dòng máy băm chuối đa năng do công ty Bình Minh sản xuất, băm nhỏ các loại nguyên liệu cho vật nuôi. Xin mời bà con hãy cùng với Ngọc Nga theo dõi. Đầu tiên là phản hồi của khách hàng ở thị xã An Khê, Gia Lai, cảm thấy rất hài lòng với tốc độ băm chuối siêu nhanh của máy cho hơn 100 con ngan nhà mình. Với buồng làm việc được cấu tạo bởi một con dao thái to 2 lưỡi và 14 con dao nhỏ làm bằng chất liệu inox, nguyên liệu thân cây chuối đã ngay lập tức bị băm nhỏ một cách đáng ngạc nhiên. Phản hồi của khách hàng ở Chi Lăng, Lạng Sơn cảm thấy ấn tượng về sức băm mạnh mẽ của máy băm chuối đa năng. Phản hồi của một gia đình khách hàng ở thành phố Bắc Cạn sử dụng máy băm chuối đa năng băm nhỏ nguyên liệu thân cây ngô một cách dễ dàng cho đàn dê nhà mình. Phản hồi của khách hàng ở thị xã Thịnh An, tỉnh Bình Dương sử dụng máy băm chuối đa năng băm nhỏ nguyên liệu cỏ voi một cách nhanh chóng. Chỉ mất vài giây giúp anh tiết kiệm thời gian và công sức hơn rất nhiều so với trước đây. Gia đình khách hàng ở Đà Lạt, Lâm Đồng cảm thấy rất hài lòng về sản phẩm và đã nhanh chóng gửi video phản hồi ngay sau một ngày sử dụng. Thêm một phản hồi nữa của khách hàng ở Hưng Yên sử dụng máy băm chuối đa năng băm nhỏ thân cây chuối một cách dễ dàng. Ngoài việc băm nhỏ nguyên liệu phục vụ làm thức ăn cho gia súc thì máy băm chuối đa năng còn giúp đỡ bà con băm nhỏ nguyên liệu để nuôi cá. Và sau đây là phản hồi của các khách hàng sử dụng máy băm chuối của công ty Bình Minh băm nhỏ nguyên liệu cho cá ăn. Đầu tiên là khách hàng ở huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ sử dụng máy băm chuối đa năng băm nhỏ nguyên liệu bèo tây cho vựa cá tra nhà mình. Và với dòng sản phẩm máy băm chuối đa năng này, bà con có thể điều chỉnh cửa xả để phun thẳng thành phẩm trực tiếp xuống mặt ao như phản hồi của khách hàng ở Thanh Hóa với 3 hecta ao cá sử dụng máy băm chuối đa năng băm nhỏ thân cây chuối phun thẳng trực tiếp xuống ao cho cá. Vâng, và khách hàng ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì sử dụng máy băm chuối đa năng băm nhỏ một cách dễ dàng nguyên cây chuối với tàu lá dài 2m, đường kính lên tới 16cm và các nguyên liệu khác chỉ với thời gian chưa đầy 20 giây. Phun thẳng trực tiếp xuống mặt ao cho vật nuôi ăn. Tiếp tục là phản hồi của khách hàng ở thành phố Nam Định sử dụng máy băm nhỏ nguyên liệu thân cây chuối điều chỉnh thanh cửa xả, phun xa, phun trực tiếp thành phẩm xuống ao. Và phản hồi cuối cùng là của khách hàng ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Băm nhỏ thân cây chuối rồi đem thành phẩm trộn với bột cám, sử dụng máy ép cám viên F150 do công ty Bình Minh sản xuất làm ra cám viên cho đàn gà nhà mình. Vâng, và hầu hết bà con đã mua và sử dụng máy băm chuối đa năng do công ty Bình Minh sản xuất đều gửi phản hồi tích cực và bày tỏ hài lòng với sản phẩm giúp bà con phát triển được mô hình chăn nuôi một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, mà chỉ mua với một mức giá rẻ bất ngờ. Sản phẩm siêu tiện ích này đang có mặt tại công ty Bình Minh có địa chỉ tại 249 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội chờ đón bà con đến sở hữu. Và video của chúng ta đến đây là kết thúc. Nếu bà con muốn xem thêm các video khác của công ty Bình Minh, hãy nhấp ngay vào video được hiển thị ở phía trên màn hình. Ngọc Nga xin chúc bà con chăn nuôi thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.